Nếu bạn là người thường xuyên xem các mẹo, tips trên macOS hay là người biết về công nghệ thông tin, có lẽ bạn không xa lạ gì với Terminal. Ở video này, có thể bạn giống mình là một người không biết gì về Terminal cả, nhưng vẫn có thể sử dụng, giao tiếp được với nó để làm một vài hành động hay là tùy chỉnh theo mong muốn. Giả dụ bạn là một người thường xuyên giữ ở dock nhiều ứng dụng hay dùng, và chính vì vậy việc ấn nhầm cái này về kia thường xuyên xảy ra và trông thanh dock khá là lộn xộn, thì đây là một tip mà mình cảm thấy khá hữu ích, tạo khoảng trống cho dock. Các bạn hãy xem cách mình làm lần 1 và bạn sẽ hiểu ngay cái công dụng của nó. Sau đó hãy xem hướng dẫn và làm theo nhé. Đầu tiên các bạn hãy mở Terminal lên. Ở đây các bạn hãy copy câu lệnh này và dán nó vào. Rồi nhấn Return. Sau đó các bạn gõ tiếp câu lệnh thứ 2 rồi nhấn Return. Khi này dock sẽ tạm biến mất và khi trở lại nó sẽ đem theo một khoảng trống. Bạn có thể dùng trỏ chuột di nó đến chỗ muốn ngăn cách theo ý thích. Thậm chí nếu bạn muốn có thêm một khoảng trống nữa để ngăn cách tiếp. Ví dụ như ở đây mình đã ngăn cách được áp dựng phim với bộ Office, nhưng mình lại muốn ngăn cách tiếp nó với trình duyệt. Mình sẽ lặp lại hai câu lệnh trên thêm một lần nữa. Khi này, chúng ta sẽ có thêm một khoảng trống. Bạn có thể thêm vào 2 hoặc là 3 khoảng trống tùy nhu cầu. Nếu các bạn muốn xóa nó, chỉ cần mở chuột phải chọn Remove hoặc trực tiếp ném nó vào thùng rác, vậy là xong. Đăng duyệt web hay là up ảnh mà bạn có cảm giác mạng nó hơi chậm, hãy thử kiểm tra Wi-Fi của bạn với câu lệnh Terminal hết sức cơ bản này nhé. Ở giao diện Terminal, các bạn hãy nhập Network Quality. Nhớ là chữ Q viết hoa nhé. Rồi nhấn Return. Lúc này sẽ có một loạt thông tin sổ ra. Các bạn hãy chờ một lúc để nhận được một cái thông tin tóm tắt bao gồm tốc độ tải lên này, tốc độ tải xuống hay tốc độ phản hồi nhé. Từ nãy đến giờ, mỗi hướng dẫn mình mở Terminal lên đều hiện ra một đống chữ gì gì với cái tên thư mục Home và tên MacBook của mình. Đã thế, cái tên MacBook của mình nó lại còn bị cắt đi mấy chữ khiến tên mình trông nó hết sức là kỳ cục. Và đây là một tip đổi tên mà mình cảm thấy nó rất là hay, nó rất phù hợp với những người thích sự gọn gàng như mình. Lần này các bạn cũng mở Terminal lên, nhưng không gõ câu lệnh nào vào bảng cả, mà các bạn hãy mở tiếp phần Setting. Chọn Shell. Ở phần Startup, chúng ta sẽ có một cái ô để điền như thế này. Bây giờ thì hãy dán câu lệnh này vào đấy nhé. Ở chỗ trong ngoặc, các bạn hãy điền vào cái tên mà mình thích. Ví dụ ở đây mình để ngắn gọn là Trúc thôi. Gõ tên xong thì các bạn cách nó ra một cái. Tức là các bạn hãy để một cái khoảng trống ở nằm giữa ký tự cuối cùng và cái dấu đóng ngoặc nhé. Rồi bạn thoát ra và lại Terminal. Tên đã đổi xong rồi đấy. Video này mình chỉ cóp nhặt được 3 cái mẹo này thôi. Dễ nhưng mà khá hay ho đúng không? Nếu các bạn muốn xem thêm về một số câu lệnh ẩn đơn giản trên macOS thì hãy xem cái video phần 1 mà team chúng mình đã làm trước đó rồi nhé. Tiện đây thì chúng mình đang tìm thành viên mới cho team Media. Nếu như bạn muốn trải nghiệm và khám phá nhiều hơn về macOS cùng chúng mình, hãy gửi ngay CV về email bên dưới mà mình đặt ở phần mô tả nhé.